Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Thị trấn Tamamura mở nơi trú ẩn để bảo vệ tài sản văn hóa thuộc sở hữu của cư dân. Vào ngày 27, thị trấn Tamamura thông báo rằng họ sẽ mở một khu bảo tồn tài sản văn hóa trong phòng phân loại tài sản văn hóa trong khuôn viên trung tâm văn hóa thị trấn nhằm bảo vệ các tài sản văn hóa như tài liệu cổ và tranh vẽ thuộc sở hữu của những cư dân đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thị trấn, Đại học Phụ nữ tỉnh và mạng lưới kế thừa tài liệu lịch sử Gunma, bao gồm các nhà nghiên cứu trong tỉnh, đã ký một thỏa thuận vào ngày 1 để cùng quản lý dự án. Ngoài việc lưu trữ tạm thời để ngăn chặn tình trạng xuống cấp, chúng tôi cũng sẽ hợp tác khôi phục khi cần thiết để ngăn chặn sự mất mát các tài sản văn hóa có giá trị truyền tải lịch sử và văn hóa của khu vực.